Ok, và như mình đã nói thì mình sẽ quay luôn em Kirinam Taco. Quá tuyệt vời, quá đẹp. Trời ơi. Anh em có thể nhìn thấy đây. À, đây là size 42. Và bên mình đang bán với giá là 1 triệu 9. Đôi này thì có người cọc rồi. Có những em đấy học sinh ấy, thường đối tượng ở biết mình ấy, thì là đối tượng học sinh và cũng sẽ không có quá mà nhiều tiền có thể để có thể mua một phát được, thì mình đã cho các em là các em cứ cọc đi, cọc cho anh 50k đến 100k thì anh giữ cho trong tầm 2 tuần, nếu mà trong hai sau 2 tuần đấy mà không lấy thì anh sẽ bán cho người khác đó và anh sẽ hoàn tiền đấy. Thì các em đấy sẽ có 2 tuần để em chuẩn bị tiền, nhưng mà thường thì các em toàn mua những cái đôi kiểu 700-800 nghìn này thôi, còn những đôi này thì những người chơi chuyên người ta sẽ mua. Đôi này thì cũng có một bạn đặt rồi và bạn ấy đặt 500 nghìn và bạn bảo giữ cho em thì trong 1-2 tuần em sẽ lấy. Ok, và hôm nọ thì có một anh cũng chơi, cũng hình như là chơi bóng rổ chuyên nghiệp, bạn bè với cả tâm linh đó, thì cũng vào hỏi hỏi đôi này và cũng đưa cho vào check, đưa cho check thì check check bet nhà đi, real chắc chắn là real và giá 1,9 triệu size 42. Nếu mà anh em tìm hiểu kỹ thì sẽ thấy là nó rất là đẹp và giá này rất là hợp lý, có thể là còn rẻ nữa, không khác gì thằng Live New đâu. Đây, để đây, chưa mòn tí gì luôn. Đó, đôi này cũng thế, hai bên đây, anh em thấy chưa? Đó, đây là iCat, một trong những đôi mà anh em hỏi nhiều nhất ở bên mình. Mình đã cố ý không đăng, mình đã không đăng cái đôi này và không để cho nó một cái vị trí quá đẹp ở trên cái video mà mình đăng lên trên fanpage để mình quảng cáo bán hàng. Nhưng mà anh em vẫn rất hỏi rất nhiều. Đây, và cái đôi Taco nữa. Taco là cái đôi mà được hỏi nhiều vô địch luôn. Ai cũng hỏi. Nó quá đẹp mà. Trời ơi, ai cũng hỏi đôi Taco. Nhưng mà thực sự là đôi iCat này là đôi đắt nhất ở bên mình. Đôi này giá 1 triệu 9. Size 42,5 nhá, không phải là 42, 42,5. Đây chắc mình đi vừa này. Nhưng mà thôi, kinh doanh mà. Kinh doanh mà, bây giờ mà để đi 1,9 triệu chín là mỗi chân bao nhiêu ta? Mỗi chân đi là 950. Mà mình thì đi làm là chủ yếu. Rất là tiếc. Đi sẽ rất là dữ, chắc chắn đi làm dữ lắm, nhưng mà kinh doanh mà bây giờ lấy ra mà để kiểu đi lên chân mình thì cũng sót lắm. Nên là thôi chắc là mình sẽ không không đi đôi này, mà mình để bán là mình chỉ đi giày fake thôi, đi làm đi giày fake thôi. Còn anh em này, hàng real xin được chưa, thế là hợp lý chưa? 1,9 triệu đây mình review thôi chứ không phải bán hàng, hiểu không? Mình chỉ vì review về độ mới rồi, cần các hiệu năng rồi là các từng chi tiết như thế nào thì chắc là anh em sẽ thừa biết nó rồi, anh em chắc chắn là sẽ xem rất là nhiều rồi, thừa biết nó hỗ trợ bổ trợ những cái gì bật nhảy hay như thế nào đấy thì chắc anh em biết hết rồi. Cho nên mình chỉ review về độ mới của sản phẩm mà bên shop mình bán. Ok. Kết thúc video nhá. Quá đẹp, tuyệt vời.